Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 25 đồng token EverSwap. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 2 tỷ 5 rưỡi nhé. Đã có 917 tài khoản holder và phát sinh 2.908 được giao dịch. Giờ thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Rồi sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút lát của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu là EVO EVOS. Số tập phân 18, số tập phân là 9 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo nhé, thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc 17 ngày nữa. Rồi ở đây các bạn mua thì các bạn nhấp vào đây nhé, buy AirPod. Còn các bạn làm các bạn nhấp vào phần này. Rồi mình thấp nhất mua là 0.01 BNB. Các bạn có điều kiện thì mua nhé, không có điều kiện thì thôi. Còn Claim Watch nhấp nhất tiếp vào chỗ này, Claim AirPods Unlock. Các bạn có cái lối ví, các bạn chọn ví của các bạn, nhấp tiếp theo, nhấp cái lối. Phí gas là 0.000567 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn hãy cố gắng thường xuyên theo dõi website Claim Watch.net để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất truyền về mạng Binance Smart Chain nhé. Và nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận 25 đồng token EVOS. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.